Xin kính chào quý vị, chúng ta lại đồng hành với nhau trong chương trình Sống Vui phát sóng hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng là hiện nay những người cao tuổi thường gặp rất nhiều những cái bệnh lý về tim mạch, ví dụ như là mỡ máu cao, huyết áp cao, xơ vữa động mạch hay là huyết khối. Ở đây chính là những cái căn bệnh mà gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Khoa học đã chứng minh những tác dụng tuyệt vời của omega 3 đối với các bệnh tim mạch, và khi sử dụng omega 3 tốt với hàm lượng EPA, DHA cao, đúng liều lượng và thời gian phù hợp sẽ giúp cho quý vị phòng ngừa cũng như là hỗ trợ điều trị, giảm nhẹ các bệnh tim mạch, giảm phụ thuộc thuốc tây cũng như là giảm nguy cơ gây biến chứng nguy hiểm. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia Lê Thị Hải để giải đáp tới quý vị hiểu đầy đủ hơn về tác dụng diệu kỳ của omega 3 đối với các bệnh lý về tim mạch nói riêng cũng như là sức khỏe nói chung. Trước tiên, xin được gửi lời chào tới chuyên gia Lê Thị Hải. Vâng, xin chào MC Mỹ Vân. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Vui. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời chuyên gia Lê Thị Hải cũng như là quý vị khán giả theo dõi một phóng sự. Tôi năm nay là hơn 70 tuổi mà gặp các cái vấn đề về tim mạch như là máu nó nhiễm mỡ, thế rồi huyết áp cao, thế và mỡ máu cao. Tôi đã sử dụng thuốc tây từ lâu để mà ổn định cái huyết áp và giảm mỡ máu. Thế thì tôi hay xem báo thì được biết, tức là cái omega 3 nó rất tốt cho cái sức khỏe, nhất là đối với người cao tuổi mà có các cái vấn đề về tim mạch. Vì vậy cho nên là tôi muốn được bác sĩ tư vấn xem là cái tác dụng của cái omega 3 ấy, thì là nó cụ thể như thế nào. Thế và có dùng cùng với lại cái thuốc tây được không? Thế và trong cái tình trạng bệnh lý của tôi hiện nay thì là sử dụng cái liệu trình là cái liều như thế nào? Thưa chuyên gia Lê Thị Hải, hiện nay thì những căn bệnh về tim mạch khá là phổ biến. Vậy thì chuyên gia có thể cho khán giả biết là có những dạng bệnh tim mạch như thế nào, và với từng cái loại bệnh như vậy thì bệnh nhân có thể gặp phải biến chứng gì và quá trình điều trị thì có gặp khó khăn gì không ạ? Khi nói đến bệnh tim mạch ở đây thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta nói về các bệnh liên quan đến tim, và thứ hai là liên quan đến các mạch máu. Thông thường phổ biến nhất, đặc biệt là đối với người cao tuổi thì chúng ta được biết là bây giờ cái bệnh tim mạch mà chúng ta hay gặp nhất đầu tiên đó là bệnh mạch vành. Bệnh mạch vành ở đây thì có nghĩa là ví dụ như chúng ta gặp cái tình trạng xơ vữa động mạch chẳng hạn, những cái mảng bám đấy nó làm cho cái động mạch nó chít hẹp lại, thế bị nhẹ thì chúng ta thiếu máu cơ tim cục bộ, thế thì chúng ta bị có những cái cơn đau thắt ngực thoáng qua. Thế còn trong trường hợp nặng mà nó gặp một cái mảng xơ vữa nó nặng hơn, nó tắc, hay là thậm chí những cái mảng xơ vữa nó chẳng may mà nó bị bong ra đấy, nó làm gây bít tắc hẳn cả một cái động mạch vành ấy, thì làm cho máu nó không vào nuôi dưỡng cơ tim được thì cơ tim sẽ bị hoại tử, và hoại tử cơ tim chính là bệnh nhồi máu cơ tim, mà rất nhiều những trường hợp đột quỵ. Cái thứ hai hàng đầu thì nói là cái bệnh tình trạng cao huyết áp. Thì cái nguyên nhân dẫn đến tăng huyết áp thì chúng ta biết là tăng huyết áp là gì? Tăng huyết áp là tức là cái áp lực của động mạch ấy nó lớn, nó cao, thì lúc giờ tim nó phải bơm một cái áp lực rất lớn, mà cái áp lực ấy nó tác động lên động mạch. Mà khi chúng ta đo huyết áp và cái chỉ số huyết áp sẽ nói lên cái tình trạng đó người bị cao huyết áp hay không. Cái thứ ba nữa là chúng ta hay nói đến nhất là cái cục máu đông hay là cái huyết khối khối tắc. Thế cục máu đông, huyết khối khối tắc ở đây thì có rất là nguyên nhân, có thể do cái quá trình viêm nhiễm, cái xác chết của các cái bạch cầu thứ nó tạo thành những cái khối máu tụ, nó làm cho tạo thành cái cục máu đông ở trong lòng mạch. Thì đấy là những cái bệnh lý mà rất là phổ biến. Và chúng ta được biết là khi mà điều trị những cái bệnh này cũng rất là vất vả và khó khăn. Thế chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ là cái vấn đề bệnh tim mạch ở đây làm sao mà chúng ta phòng ngừa để chúng ta tránh được cái tình trạng xơ vữa động mạch đấy, tránh được cái tình trạng tăng huyết áp, hay là tránh được những cái tình trạng ấy, thì chúng ta sẽ ngăn ngừa, phòng ngừa những cái bệnh nguy hiểm có thể gây đột quỵ. Như vậy là chúng ta thấy rằng là những cái căn bệnh về tim mạch cực kỳ là nguy hiểm. Và trở lại với phóng sự ở phần đầu chương trình chúng ta đã xem, thì ở trong đó thì nhân vật cũng có một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nhiều người cũng có chung câu hỏi như vậy, đó là vai trò của omega 3 như thế nào đối với bệnh lý về tim mạch nói riêng cũng như là sức khỏe nói chung ạ. Hiện nay rất nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh được cái vai trò của axit béo omega 3, nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với các bệnh về tim mạch. Thứ nhất ấy, là như tôi đã nói rồi, tất cả những cái bệnh lý ví dụ như xơ vữa động mạch rồi tăng huyết áp thì đều là nguyên nhân là do cái mảng xơ vữa nó gây nên. Thế thì cái mảng xơ vữa này thì bản chất của nó chính là cholesterol. Cái omega 3 này thì nó có tác dụng là nó làm giảm cái cholesterol trong máu, đặc biệt là giảm cholesterol xấu, tức là LDL. Thế chính vì thế này nó làm giảm mỡ máu nói chung,
làm giảm cả triglyceride trung tính, là cái mỡ trung tính nữa, cho nên nó sẽ tránh được cái tình trạng xơ vữa động mạch. Cái thứ hai là cũng chính vì là nó làm giảm được cái lượng cholesterol trong máu, cho nên là nó cũng tác dụng làm hạ huyết áp. Thế cho nên tất cả những người mà bị tăng huyết áp, nếu như là ngoài cái thuốc điều trị huyết áp ra à, chúng ta hoặc là chúng ta bổ sung thường xuyên cái này thì nó cũng có tác dụng làm giảm huyết áp rất là nhiều. Và cái cơ chế tác dụng thứ ba của cái omega 3 này đối với bệnh nhân tim mạch ấy, tức là nó giảm các cái huyết khối và cái cục máu đông. Thế và ngoài ra ấy, thì đối với tác dụng về tim mạch nữa thì người ta còn thấy omega 3 nó còn có rất nhiều những tác dụng khác nữa. Ví dụ như là đối với não bộ này, đấy, nó làm tăng cái dẫn truyền thần kinh này, làm tăng trí nhớ này, ví dụ rất tốt cho những người già bị suy giảm trí nhớ, những bệnh Alzheimer. Thế rồi với trẻ em chẳng hạn thì cũng có tác dụng tăng cường trí não, giúp cho các cháu học hành tốt hơn. Rồi đặc biệt là nó quan trọng nữa là nó có tác dụng với mắt nữa, tốt cho những người mà bị khô mắt, mỏi mắt hay những người có cái bệnh lý về mắt. À, không những người già đâu mà tôi nghĩ là omega 3 nó cần thiết cho tất cả mọi người. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều những cái sản phẩm omega khác nhau. Vậy thì theo chuyên gia, đâu là sản phẩm khuyên dùng cho người tiêu dùng và sử dụng những cái sản phẩm omega đó như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất ạ? Trên thị trường nó tồn tại dưới hai dạng. Thứ nhất là dạng omega 3 dạng triglyceride và thứ hai là dạng ethyl ester. Thế hai dạng này nó khác nhau như thế nào? Thì cái dạng omega 3 triglyceride ấy, thì thứ nhất là nó tốt hơn rất là nhiều, bởi vì là từ cái ethyl ester ấy, các cái nhà sản xuất ấy, người ta lại phải làm hai cái bước nữa thì nó mới loại bỏ được cái mùi tanh, cũng như là nó cô đặc được cái hàm lượng DHA và lượng EPA. Đấy, cái hàm lượng nó cao hơn thì nó có tác dụng tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là cái khả năng hấp thu của cái triglyceride là tốt hơn rất là nhiều, cao hơn 70% so với dạng ethyl ester. Và chúng ta chú ý đến cái hàm lượng DHA và EPA là tỷ lệ 4:1. Và thứ hai là chúng ta nên lựa chọn những cái nhà phân phối hay những cái nhà sản xuất mà có uy tín ở trên thị trường. Cái viên của nó cũng vừa phải thôi để chúng ta uống cho nó dễ uống. Chúng ta đừng quan niệm là viên càng to thì là càng tốt. Chưa chắc đâu ạ. Viên to có khi lại chứa cái dạng ethyl ester, cái hàm lượng rất là cao nhưng mà chưa chắc đã hấp thu tốt. Thế thì cái liều dùng ấy thì đối với bệnh nhân mà bị tăng huyết áp ấy thì dùng liều là cao nhất, chúng ta có thể dùng đến 3g một ngày. Thế còn đối với những người mà bị rối loạn chuyển hóa lipid thì chúng ta dùng 2g một ngày. Thế còn đối với những cái người già thông thường bình thường thôi, muốn cho mắt của mình nó sáng hơn này, nó đỡ mỏi mắt, đỡ khô mắt này, có thể dùng khoảng từ 800 cho đến 1200mg. Thế còn đối với phụ nữ mang thai thì chúng ta cũng chỉ dùng khoảng độ 400 cho đến 600mg DHA và EPA một ngày thôi. Nếu mà trẻ em từ 2 tuổi cho đến 8 tuổi thì chúng ta chỉ dùng khoảng 200 cho đến 400mg. Thế còn đối với trẻ từ trên 8 tuổi trở lên ấy, hay là những người mà chúng ta làm việc văn phòng ấy, chúng ta muốn tránh khô mắt, mỏi mắt ấy, thì chúng ta liều dùng cái liều trung bình, tức là cũng khoảng từ 400 cho đến 600mg một ngày. Và một cái điều nữa thì chúng ta biết là khi mà những người mà chúng ta bị tăng cholesterol máu ấy, thì bao giờ điều trị thuốc Tây y thì bao giờ chúng ta cũng phải dùng cái thuốc điều trị hạ mỡ máu. Và chúng ta biết là cái thuốc hạ mỡ máu ở đây thuộc cái nhóm fibrat, khi mà uống thì bao giờ nó cũng ảnh hưởng đến chức năng gan. Thế chính vì vậy cho nên là người ta hoàn toàn người ta có thể giảm bớt cái liều uống của cái thuốc hạ mỡ máu mà chúng ta có thể thay thế được bằng cái sản phẩm omega 3 này, để giảm được cái tác dụng phụ của thuốc. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe omega 3 Vinh Gia hỗ trợ tăng cường sức khỏe mắt, trí não và tim mạch cho mọi người, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Omega 3 Vinh Gia chứa omega 3 dạng triglyceride từ Na Uy với hàm lượng DHA và EPA cao. Viên uống có kích thước nhỏ, dễ uống với trẻ em và người cao tuổi. Omega 3 Vinh Gia dùng tốt khi bị xơ vữa động mạch, mỡ máu cao, huyết áp cao, bệnh tim mạch, bị khô mắt, thoái hóa điểm vàng, mỏi mắt, dùng nhiều thiết bị điện tử, cần duy trì sức khỏe mắt, tăng cường trí nhớ, làm đẹp da. Hãy dùng ngay omega 3 Vinh Gia dạng triglyceride hàm lượng cao. Thưa quý vị và các bạn, tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Nếu như vẫn còn có thắc mắc về việc là sử dụng sản phẩm này như thế nào, tác dụng của nó ra sao, thì quý vị hoàn toàn có thể gọi điện tới tổng đài của chúng tôi với số 1800 558889 hoặc số hotline 0896 509 509. Ngoài ra, quý vị cũng có thể đặt câu hỏi về hòm thư sốngkhoeacongbacsitưvấn.vn. Chi tiết hơn hãy tham khảo tại website của chúng tôi là bacsitưvấn.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Cái bệnh huyết áp cao và mỡ máu cao của tôi bây giờ nó đã ổn định nhờ có uống cái omega 3 với dạng triglyceride với cái hàm lượng EPA và DHA cao mà bác sĩ đã tư vấn ấy. Nhưng mà đặc biệt là bây giờ tôi chỉ dùng rất nhẹ cái liều thuốc Tây để mà duy trì ổn định cái huyết áp như trước đây thôi. Và cái mắt ấy là cũng đã cải thiện mà tinh hơn rất là nhiều. Từ bây giờ trở đi thì tôi sẽ duy trì uống thường xuyên cái omega 3 dạng
glycerin là hàng ngày để mà nâng cao cái sức khỏe của mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.